cuối cùng khoa học cũng phải thừa nhận nhân quả báo ứng là hoàn toàn có thật. Những nghiên cứu khoa học mới nhất đang hé lộ nhân quả, luân hồi báo ứng không phải chuyện viển vông vô căn cứ. Đại học Gaddafi của Anh và trường Đại học Texas của Mỹ đã cùng thực hiện một nghiên cứu chứng minh được rằng ác hữu ác báo là hoàn toàn có căn cứ khoa học. Thống kê cho thấy, những tội phạm tuổi thiếu niên thường có cơ thể khỏe mạnh hơn những thiếu niên biết tuân thủ pháp luật ở cùng độ tuổi. Nhưng sau khi họ bước vào tuổi trung niên thì tình hình sức khỏe lại xuống dốc nhanh chóng, nguy cơ nằm viện và bị tàn tật cao hơn nhiều lần so với người bình thường. Nghiên cứu còn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ khác, khi trong tâm hồn tồn giữ thiện niệm và suy nghĩ tích cực chân chính, thì cơ thể sẽ tiết ra một chất truyền dẫn giúp tế bào được khỏe mạnh, tế bào miễn dịch hoạt bát hơn, người ta sẽ không dễ ốm đau bệnh tật. Hệ thống miễn dịch sẽ rất mạnh mẽ, không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào của thuốc men. Nhưng khi trong tâm lưu giữ ác niệm, ý định xấu, những nhân tố tiêu cực bị kích hoạt và khởi động, còn các yếu tố tích cực lại bị ức chế. Vậy nên những người lương thiện thường sống khỏe mạnh và trường thọ, còn những kẻ hành ác lại phải chịu những dày vò về thể xác khi chỉ mới bước qua tuổi trung niên. Tư tưởng tiêu cực khiến cơ thể phát sinh độc tố. Trên một tạp chí của Mỹ từng đăng tải một báo cáo nghiên cứu với chủ đề "Tâm trạng xấu sinh ra chất độc". Ác niệm của con người chúng ta có thể dẫn tới những thay đổi về chất hóa học trong sinh lý, sẽ sinh ra một loại độc tố trong huyết dịch. Khi con người ở trạng thái bình thường, hà hơi vào trong một cốc đá lạnh, thì sẽ đọng lại một thứ vật chất trong suốt không màu. Còn khi con người ở trong trạng thái oán giận, giận dữ, khiếp sợ, đố kỵ, thì thứ vật thể đọng lại sẽ lần lượt cho ra những màu sắc khác nhau. Các chuyên gia đã chọn ra ngẫu nhiên 7.000 người và tiến hành theo sát điều tra trong vòng 9 năm. Thống kê cho thấy, những người vui vẻ giúp đỡ người khác và sống hòa hợp, có trạng thái sức khỏe và tuổi thọ dự đoán tốt hơn nhiều, so với những người luôn có ý nghĩ xấu, lòng dạ hẹp hòi và gây tổn hại người khác. Tỷ lệ tử vong của những người mang ác tâm cao hơn người bình thường từ 1,5 đến 2 lần. Nhiều thực nghiệm khác cũng rút ra kết luận tương đồng. Trạng thái tư tưởng thuần tịnh, từ bi, tích cực có thể khiến sinh mệnh khỏe mạnh, hạnh phúc. Còn những người có ác niệm sẽ khiến kết cấu cơ thể mất cân bằng và kèm theo diễn biến bệnh lý. Đây được coi là phát hiện trong lĩnh vực sinh lý y học. Những điều này sớm đã được tường thuật một cách có hệ thống trong những cuốn sách cổ của A Đông vài nghìn năm trước. Khổng Tử từng nói, nhân giả thọ, người có lòng nhân thường sống thọ. Trong những sách y học cổ từng giảng, chính khí tồn nội, tà bất khả can. Trong lòng tồn giữ chính khí thì tà không thể can nhiễu. Bí ẩn của nước cho thấy vạn vật đều có linh. Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học phát hiện rằng thiện và ác có những tần số năng lượng khác nhau, những đặc tính vật chất khác nhau. Đầu thế kỷ 21, nghiên cứu về trạng thái kết tinh của nước gây chấn động toàn thế giới, cho thấy khái niệm thiện ác trong tự nhiên hầu như đã có tiêu chuẩn khách quan, chứ không phải điều hư cấu mà bản thân con người tạo ra. Khi nước được tiếp xúc với những tín hiệu tốt như sự từ bi, bác ái, hạnh phúc, khích lệ, hoặc khi ở trong một trường năng lượng âm nhạc mỹ diệu, kết tinh của nước sẽ thể hiện ra những hình dạng lung linh, kỳ diệu và chắc chắn. Còn khi tiếp xúc với những thông tin tiêu cực, thì cấu tạo của kết tinh nước lại biến dị, cong vẹo, thậm chí là phân tán không thể thành hình. Trong cơ thể người có hơn 70% vật chất là nước. Khi con người ở những trạng thái tích cực hay tiêu cực, thì cơ thể của họ có thể cũng đang xảy ra sự biến đổi, y như tinh thể nước vậy. Giữa sự cho đi và báo đáp có quá trình chuyển đổi bí mật. Xuất phát từ góc độ khoa học và y học, giáo sư ngành sinh mệnh luân lý học của trường đại học Case Western và tiểu thuyết gia Jill Neymark đã tiến hành nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa việc cho đi và báo đáp. Họ đã chế định một bản trắc nghiệm chi tiết và giám sát trường kỳ những người thích cho đi và những cách báo đáp khác nhau cho từng kiểu cho đi đó. Những người có trái tim nhân hậu, thích hành thiện, bố thí, có năng lực xã hội, phán đoán và cảm xúc đều thăng hoa toàn diện. Dù chỉ là những hành động đơn giản như mỉm cười hay một nét mặt hài hước, thân thiện, cũng đều khiến nồng độ protein của tế bào miễn dịch có trong nước bọt tăng lên. Sau khi tổng kết số liệu của các báo cáo công phu trong suốt một thời gian dài, họ đã có được thông tin khiến người ta kinh ngạc. Giữa sự cho đi và báo đáp có quá trình chuyển đổi bí mật với một nguồn năng lượng thần kỳ. Điều này là hoàn toàn khoa học, hết sức thực tại. Chỉ là trong đa số tình huống như vậy, bản thân người cho đi không hề có cảm nhận gì. Phía sau thế giới vật chất đều tồn tại đặc tính vận hành của vũ trụ.
Vì sao những người làm việc xấu lại phải gánh chịu quả báo và người tốt được phúc báo? Điều này tiết lộ một sự thực lớn hơn rằng, phải chăng có bàn tay của tạo hóa mà chúng ta không nhìn thấy đang an bài tất cả? Phía sau thế giới vật chất, chắc chắn có tồn tại quy luật hoặc thứ gọi là đặc tính vận hành. Thiện chính là phù hợp với đặc tính này nên mới được dài lâu. Ác vì đi ngược đặc tính của vũ trụ và đạo pháp căn bản nên chuốc lấy bại vong. Dẫu hàng trăm nghìn năm trôi qua, thiện ác hữu báo vẫn luôn được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Rất nhiều cuốn sách cổ ghi chép lại một lượng lớn về những ví dụ có thực vô cùng sinh động, chứng minh tính chân thực của thiện ác hữu báo. Nhưng quá trình người thiện nhận báo đáp, người ác nhận báo ứng thì lại không mấy rõ ràng. Không ai nhìn thấy mối quan hệ chuyển hóa trong quá trình này, mà chỉ đơn thuần nhìn thấy kết quả báo ứng mà thôi. Thiện ác hữu báo là nền tảng sinh tồn của nhân loại. Khoa học chứng thực hiện đại rất chú trọng tới căn cứ. Chỉ khi có một lượng lớn những căn cứ khoa học, con người mới thừa nhận và nhận thức một loại sự vật nào đó, khiến rất nhiều truyền thống lưu lại từ xa xưa bị nhân loại bài xích và cho là mê tín. Thiện ác hữu báo cũng là một trong số đó. Từ những nghiên cứu khoa học này có thể thấy được rằng thiện ác hữu báo đã trở thành quy luật nền tảng vận hành cho toàn bộ xã hội nhân loại. Các nhà khoa học cũng chứng minh rằng niềm tin và thiện ác hữu báo của cổ nhân hoàn toàn không phải là những mê muội phòng bế trong tư tưởng. Trái lại, đó là cái nhìn vô cùng khoa học, nhắm thẳng vào bản chất của sinh mệnh và vũ trụ.